Luôn em chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Ta thăng cấp sức mạnh bằng chơi game. Tập 17 lên phân bộ nằm dự phòng mô tả nhé. Để cho hắn sở hữu được cái sự quan trọng của tập luyện, dùng cách biệt thực lực đánh cho hắn tỉnh giấc, viết đạo thiên vương. Cái gì? Ra tay cũng nhanh hơn cả mình. Không thể nào, vừa rồi là chủ vàng đánh trước mặt mình, chắc chắn là do hắn may mắn. Được, quả bóng lần này ta chỉ công thức. Hí. Dạ, tại sao mình lại không thể chạm vào bóng với tốc độ ra tay của mệnh cách khói đạo? À đi đã, cậu định đi đâu? Vẫn có một quả nữa. Dường như cậu ta biết quả bóng sẽ bắn sang bên đó vậy. Tôi hiểu rồi. Cậu ta nhắm mắt đánh bóng là đã không chịu ảnh hưởng bởi thị giác. Dùng vai cảm biến hóa xung quanh. Để chẳng lẽ chính là tam nhãn trong truyền thuyết. Chỉ là một cuộc giao thủ ngắn ngủi mà mình lại lĩnh ngộ ra được điều trân quý như thế. Thật là hổ thẹn mà. Sao mình lại nhìn mặt mà bắt hình dòng xem thường người một người như vậy? Xem ra tu hành của mình kém chùa vàng quá xa rồi. Máy đã ngừng rồi, tốt. Bây giờ về chơi game thôi. Huấn luyện viên, hả? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tôi không có thời gian làm huấn luyện viên của cậu đâu. Ở đây mà huấn luyện viên tiếp xúc huấn luyện một lúc mà tôi đã có thể phát hiện ra khuyết điểm của bản thân. Nếu như có cậu làm huấn luyện viên chỉ đạo tôi sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Đương nhiên tại hạ sẽ trả thù lao đúng hạn, xin đừng từ chối. Quý khách nhận được một khoản tiền mà nó chưa, cậu ta nghe không hiểu mình đang từ chối gì sao? Ra tiền cũng thật hào phóng, 50.000 tệ. Lúc trước đã đồng ý với học trưởng đàn trưởng hoàng cực đầu tư vào game rồi, thỉnh thoảng dành một chút thời gian chỉ đạo một chút cũng không phải là không được. Thì được rồi, tôi có thể làm huấn luyện viên cho cậu, nhưng mà tôi không bảo đảm cậu nhất định chịu hết được. Tôi hiểu ý của huấn luyện viên là muốn trưởng thành, nâng cao năng lực lĩnh ngộ bản thân. Chỉ vì những gì bản thân tự khám phá nó mới đáng giá nhất. Hả? Vì cái nói gì vậy sao? Đột nhiên lại thành huấn luyện viên của Phong Thu Nhạn một cách khó hiểu. May mà hắn đưa thù lao cũng không ít. Mở hóa tướng chữ bố Danny, trẫm tinh đạo khí sẽ sớm muốn gặp ngươi rồi. 10 giờ. Dựa vào quan hệ khắc chế năm đấm lúc trước, trẫm tinh đạo khí là đại diện cho kéo nên đã gây ra thương tổn lớn cho ma hóa tướng chữ bố. Nhưng mà sử dụng trảm tinh đạo khí sẽ tiêu hao hết nguyên khí của mình. Nếu mà thất bại thì kệ gì, đánh cược một ván đi. Chà, cái tên già hóa này đánh một hai lâu như vậy mà vẫn nhắm vào vị trí của mình. Kiến liên hoài, giờ tôi đánh là hướng nó. Độc thủy, thiên thư. Xương đầu đã bị hắc cầu hấp thụ rồi. Năng lực tưởng chữ bố này sử dụng lần trước không phải là bảo vật ở trong không trung sao? Lễ nào? Trộm tỉnh. Cuối cùng cũng đợi được chỗ sơ hở của mày rồi. Nguyên khí. Hóa ra năng lực của tướng chữ bố không phải là bất vật ở trong không trung mà là hoán đổi không gian bên trong hai quả cầu. Cùng mày thần liền hòa Phật là ít nhất có thể ngăn cản được xương độc của huyết liền, nếu không thì ở tôi rồi. Trứng động sinh, nhận được tướng ma hóa biến dị trứng động sinh. Tướng ma hóa biến dị là cấp truyền kỳ. Truyền kỳ mệnh cách tiến sát hồ tướng lực lượng 19, tiết độ 10, tự phách 18, nguyên khí 18, kỹ năng thiên phú, hấp tinh trượt ma diệm thường triệu hoán ma kỳ. Có tiến hành hấp trứng hay không? Kỳ này bắt buộc phải ấp chứ, đã xác nhận đàn ấp. Nhất định phải gắn gượng,
thể phách và nguyên khí của mình đã đạt tới cực hạn vượt qua giới hạn phàm thai. Lại tầng thời nguyên khí hồi phục của mờ tiền kinh, nói không chừng lại có thể ấp ra trứng cộng sinh truyền kỳ này. Tưởng mà hóa biến dị cấp truyền kỳ, ấp thành công. Ôi, thành công rồi. Không hổ danh là truyền kỳ mệnh cách định phòng, vợ cơ bản thì có thể dễ dàng di chết nhân quái, khó giải quyết trước kia. Vậy thì bây giờ lướt game thoải mái đi. À xin lỗi cô, em đến muộn. À suy chung nữa thì quên luôn, chiều còn có lớp của cô Vân Phi. Cái tân nhái này, à vào đi. À, là chù, con được lắm này nhà, ngay cái lớp của cô chủ nhiệm mỹ nữ mà cũng đến muộn được sao? Lắm lời. Trợ tự, hôm nay chủ yếu là để phòng báo sắp tới trường học sẽ tổ chức ra kiểm tra toàn trường mỗi năm một lần. Nội dung kiểm tra bao gồm lấy vật ở trong dầu kiểm tra lực phòng ngự, bay qua cầu giấy kiểm tra tốc độ linh mẫn, nuốt sông núi kiểm tra nguyên khí, nông và đá kiểm tra lực lượng. Nhưng cái này chắc chắn không phải là diễn tập tập kỹ đó chứ. Xếp hạng theo số qua cửa và thời gian qua cửa, không qua hai cửa là đủ điều kiện. Nhưng mà nếu như lọt vào top 10 sẽ có cơ hội vào tử vi cung. Tử vi cung là nơi có bí mật kho báu trong truyền thuyết sau. Nghĩa là chúng ta có thể đi vào chọn bảo vật. Ôi nghe nói có học sinh lấy được vật báo vào trong tử vi cung trực tiếp đột phá sự thi gì đó. Hơn nữa còn có người lấy được trứng cộng sinh ở cổ thiền sứ đó. Tử vi cung mà. À đúng rồi. Theo như truyền thuyết tử vi cung, nó chứa đựng những cơ duyên cực đại thuộc sự quản lý của Tịch Dương học viện. À, tử vi cung gì đó, nếu như tôi có thể vào trong xem thì tốt quá. À sao, Tam Thiếu Lý già cậu cũng không vào nổi top 10 ư? Khó lắm, người mạnh trong học viện bây giờ rất là nhiều, chỉ cấp 10 người thôi. Những học trưởng như Hoàng Cực, Huệ Hải còn dễ nói. Nhưng mà tân sinh lần này cấp Phong Nhạn, Thù và em gái tiền nghi đó của nhà cậu, thì còn có Vương họ Lục ở của nhà họ Dương. Ui, Dương Lục, cô gái đó cũng được tính trong top 10 sao? Cậu đừng có xem thường cô gái, cô em này. Cô ấy là đang tu luyện một nghiệp khí viết đặc biệt của nhà họ Vườn Cái Lão Hoàng Đồng đó. Cô bé ấy đã không biến thành trứng trẻ con mà là trùng sinh giống như là chìm lửa. Sau lần đầu tiên, cô ấy được thăng cấp truyền kỳ, cô ấy sẽ trở lại cấp phàm thai vì Cái Lão Hoàng Đồng. Cũng giống như vậy, lần đầu thăng lên sự thì cũng sẽ rớt xuống phàm thai. Một khi Cái Lão Hoàng Đồng thì thiên phú và tố chất tớ lực đều sẽ được tăng lên, tốc độ thăng cấp cũng nhanh hơn. Cậu đừng có thấy Vương Lộc nhỏ bé mà coi thường, bây giờ cô ấy đã thăng lên cấp truyền kỳ lần thứ hai rồi. Hóa ra cô ta lợi hại như vậy sao? Còn gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. À được. Nếu như mình có một danh sách vào thì không cần thiết lắm, nhưng mà tại vì cậu này thật mơ ngồi, không biết bên trong có nghiệt khí quyết nào có thể nâng lên thuộc tính cuối cùng của mình lên 11 không? Hơn nữa cũng không biết tử vi cùng có dấu hiệu ấn phó bản hay không. Nếu như có sẽ càng có nhiều cơ hội trong bảo vật. Ở thiếu gia Chu Văn, tốt quá rồi, tôi đang định tìm cậu. Cậu là cái người lần trước. À, thiếu gia vẫn nhớ tại hạ. Tại hạ là An Sinh, phụ tá của thống đốc An. Lần này thống đốc của các cậu tìm tôi có việc gì? À, vâng thiếu gia đừng lo lắng, thống đốc không phải là người xấu. Hơn nữa lần này mời cậu cũng không phải là thống đốc. Lần này mời cậu là làm phụ nhân. Vất vả, tiêu dàng đến một chuyến rồi. Tam tỷ à, tìm tôi có chuyện sao? Vào đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Tây Nguyên, tiệm phà lê Tây Nguyên. Lá thư lão hiệu trưởng gửi mình chính là cái tiệm này. Vậy nên Lâm tỷ tìm ta rốt cuộc là cái chuyện gì? Sắp đến sinh nhật của tỷ nhi rồi, chỉ muốn chọn một trứng đồng sinh và quả sinh làm quà sinh nhật, nhưng lại không biết đám trẻ bây giờ thích loại gì. Chỉ muốn nghĩ ý kiến của Tiểu Văn, dù sao thì trên ý nghĩa nào đó
thì con là người mà tỷ tình để ý nhất bây giờ mà. Nhưng mà mình không bị cô ta để ý. Quá lớn. Như vậy mà không có khách à? Cửa hàng này là do chú Tần Tài Nguyên, bạn thân của bố chị mở. Khi còn nhỏ thì bố chị thường đưa chị tới đây. Mỗi lần chú Tần có bộ sưu tập yêu thích sẽ đóng cửa hàng để bố con chị xem trước. Chà, trên đây không có khách, hóa ra là ông chủ đặc biệt đóng cửa vì làm tỷ. Ở Lạc Dương, cửa hàng của chú Tần không tính là to nhất, nhưng lại là cửa hàng nhiều đồ tinh tế nhất. Trong này, phân tầng trên tầng dưới, như là còn thấy đó, tầng trên có một số tinh thể quý hiếm, đắt tiền và đá kỹ năng thương nguyện. Xem ra đây chính là nơi trên tấm danh thiếp đó. Chứng công sinh mà chúng ta muốn ở tầng dưới. Đây đều là trứng cộng sinh, dưới tiệm pha lê lại có không gian lớn tới như vậy. Bân Nghiệt Hồ Âu Nhã phong khoáng, chắc là Tịnh Nhi sẽ thích. Nhưng mà hình như hóa tiên tử càng phù hợp với khí chất của Tịnh Nhi hơn. Yêu Giang, có thấy sao? Em nghĩ cái quả trứng sâu lồng là ác độc này thích hợp. Hả? Con gái thích thứ này yêu. Nói về thực lực sầu lồng lá ác độc là cực phẩm ở trong cấp truyền kỳ. Sau khi hóa bướm thì có thể biến thành bướm hậu ác độc mạnh mẽ hơn. Ôi, ánh mắt của Tiểu Vạn thật là đặc biệt. Nhưng mà nếu nói về tiền tỉnh thì là trứng cộm sinh của Hắc Ngọc Điệp đợi tới lúc ấp nở. Thì món quà thật là thú vị. Quà sinh nhật à? Từ bé tới lớn bố chả bao giờ nhớ tới sinh nhật của em. Nếu như thôi đi, bao nhiêu năm nay nếu như thực sự có một người mẹ như làm tỷ thì có lẽ lại không quen. Chị giả hết giận đã dần ai xin đến tận gói quà rồi. Còn thời gian thì chúng ta xuống dưới xem nhé. Dưới chỗ này thế mà còn một tuần à? Ở đó có một vài trứng sùng thú cộng sinh đặc thù, vốn dĩ tầng này phải có chú Tần mới mở được, nhưng chú Tần đã đưa chìa khóa cho chị rồi. Cũng không biết giá hỏa đó có đi không. Gia họa đó tầng 2 dưới hầm. Đây đều là thú cộng sinh lớn mà nổi tiếng. Sinh vật ở đây hầu như đều là những chiến binh chiến đấu bên cạnh các cậu bên trong thời kỳ thứ bạo nguyên. Dưới sự ràng buộc lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm. Chủ nhân của chúng không nợ để cho chúng chết cùng mình, nên là để chúng ở đây chờ người có duyên. Đây là sủng thú cộng sinh gì vậy? Chị không còn biết, chỉ là từ nhỏ mỗi lần bố chị tới đều sẽ thăm nó. Nhiều năm như vậy không ngờ nó vẫn ở đây. Chị lúc nhỏ cũng từng hỏi bố, bố ơi hắn là ai vậy? Sao lại bị nhốt ở đây? Nhưng bố đều im lặng, ngay cả chú Tần còn chỉ biết bố gửi ở đây. Giờ cũng muộn rồi, chị bảo ai xin đưa em về nhé. Dạ. Nhầm sao? Luôn có cảm giác như cái tên kia ở cửa, ở sau cửa. Cứ nhìn mình. Lẽ nào hắn là cũng là tin tức mà lão hiệu trưởng gửi cho mình à? Nhưng mà dãy số trên danh thiếp đó lại là cái gì? Trên bản kim loại khóa tên đó có mật mã. Chẳng lẽ là số danh thiếp là mật mã để thả ư? Nhưng có khả năng không? Nếu như mình không, nếu không phải làm tỷ dẫn mình tham quan này đi, thì mình căn bản không gặp được sủng thú cộng sinh này. Không hiểu mà, lão hiệu trưởng ông rốt cuộc là muốn nói với tôi cái gì? Tan học. Cậu đã hại cả buổi rồi đó, cậu đang than thở cái gì vậy? Ngày mai là phải nộp hồ sơ thành lập hội rồi. Nhưng mà số người ít nhất để thành lập một hội còn thiếu một người. Tần sinh bây giờ gơ gớm quá. Vừa nghe chúng ta là hội mới lập đã từ chối thắng luôn rồi. Đừng nói bây giờ là cái đám người chúng ta chỉ mới có 4 người. Sau này không gian phát triển rất là lớn đó. Nè câu thổi này bị dùng đến ngấy rồi sao? Làm gì có tân sinh nào dám vào?
Ôi ông trời ơi, chắc có một người gia nhập hội đi chứ, ai cũng được. Nếu như ai cũng được, vậy thì tôi nghĩ tới một người không tệ nha. Cổ điển, sao lại muốn tìm hắn? Nhưng mà chỉ dựa vào cái danh ác quỷ của hắn, thì tôi tin là các hội khác sẽ không mời hắn. Nhưng mà trước đó không phải cổ điển đã gây ra rắc rối với lão tử, lão tí và các cậu rồi sao? Sao còn tôi còn chưa tin tưởng vì hắn đi? Lão chủ có nói thật à? Thật. Lần đó là một vụ cá cược hai bên tự nguyện. Sau chuyện đó thì cô điển cũng hoàn mình lội lạc, dám làm dám chịu. Tôi nghĩ hắn là một ứng viên sàn giả. Sau này tôi thỉnh thoảng có tiếp xúc với cô điển, cảm thấy hắn có lẽ hình như là một người ôn nhu tốt bụng. Ôn nhu tốt bụng? Cô đang nói cô điển ư? Thì dù sao bây giờ không còn ai để chọn nữa rồi, có phải không? Nếu như lão chủ cậu đã nói vậy thì tôi cũng nghe ngóng xem cô điển bây giờ ở đâu. Long môn thành vật. Vạn vật vật. Kim càng lực sĩ cấp truyền kỳ. Những sinh vật đó đều là kim càng lực sĩ cấp truyền kỳ đấy. Cô điển tu luyện ở nơi như thế này từ sao trời? Yên tâm đi, cái loại sinh vật thương nghiện như cái kim càng lực sĩ này hành động trì hoãn, ít khi chủ động tấn công, chắc sẽ an toàn. Một tiếng sau. Lão chủ à, sau bên đó thì sao? Cậu không tìm thấy cái tên cổ điển đó không? Không thấy. Tên cổ điển đã rút qua đâu nhỉ? Tìm lối như vậy rồi mà cũng không thấy bóng người nữa. Cậu nói hắn. Úi mày ơi, sao chúng lại chủ động tấn công rồi? Có lẽ là do chạm vào tượng Phật này chỉ khiến cho chúng tiến vào trạng thái phẫn nộ. Hả? Cậu đừng có chạm vào nữa. Chúng ta chỉ có thể gắn đốt phá vùng vây thôi. Huyền giáp. Đại lực thân quyền. Lần này phiền phức rồi. Càng ngay thì càng nhiều kim càng lực sĩ bao vây tại đây. Tinh lý huyền này sắp bị vây đánh thành đầu heo rồi. May mắn là thần chiến thần mệnh cách. Dạ. Mò nó. Sao vừa nhiều lại vừa mạnh như vậy chứ? Nè giữ chặt tôi. Đi. Lộn môn phi thiên thuật. Ôi cái đầu mó lão chù. Cậu còn dám đập đến tượng Phật bảo bối của chúng nữa. Quỳ vẫn còn đạp ư? Bớ kia công chúa. Hình như là chúng dần dần bình tĩnh lại rồi. Thả tôi xuống đi. Mặc dù tôi biết viên ca tôi đẹp trai, nhưng mà... Hả? Ôi, lên rồi kìa. Sao còn chạm thì không sao. Mà đi cũng quá tiêu chuẩn kép rồi đó. Bởi vì đây là vạn vật Phật, mà mình bây giờ lại là Phật tử. Chiến đối tiểu bàn tích ba la đẳng bà kình. Bên này đi theo tôi. Cổ điển. Chín mười hai. Ở đằng sau tượng Phật, bọn họ không vào được. Đám tội sai nguồn ốc. Nếu như các người không vào được rồi nhỉ. Để một tiếng thì bên ngoài khôi phục lại bình thường, thì các cậu có thể ra ngoài. Đằng sau tượng vật vậy mà lại còn có một hang động nhỏ thế này à? Thật ra chúng tôi đã đi tới tìm anh có điện à. Chúng tôi chuẩn bị đăng ký một câu lạc bộ, muốn mời anh tham gia. Không cần thú. Đừng có vội từ chối chưa. Phúc lợi của câu lạc bộ chúng tôi rất tốt, mỗi tháng đều sẽ ưu đãi hội viên không tệ như thế nào. Sớm đã nghe nói tới cô điển này thích nhận tiền làm việc, tôi còn không giải quyết được anh sao? Một tháng 100.000 đưa tiền thì tôi gia nhập. Hả? 100.000 có phải là tham quá rồi không? Đàn anh, để đăng ký câu lạc bộ chúng tôi còn thiếu một người.
xin anh hãy gia nhập câu lạc bộ. Nếu là chỉ để đủ số lượng mọi người thì chúng tôi không cần ép anh tham gia bất cứ hoạt động câu lạc bộ nào. Như vậy thì cần bao nhiêu tiền? 10.000. À được, thành giao. Một tiếng sau, cái cậu đi trước, tôi thu dọn một chút. Đó là một cái đồng hồ à? Kỳ lạ, đồ án bên trên sao hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Không sai, tuy kích cỡ không giống nhau, nhưng mà sau lưng tên cửa hàng kết tình này, tay nghi đó hình như cũng có một cái đồ án giống như vậy. Đồ án phụ nữ và mỏ neo. Ngành hàng hải trước kia là có lời đồn cho rằng phụ nữ lên thuyền thì sẽ xui xẻo, thậm chí mang tới tai họa. Vậy nên rất kỳ phụ nữ ra biển, cũng gần như là có rồ đàn và đồ án liên quan tới phụ nữ và thuyền. Trùng hợp gì sao? Hay là nói đồ án này có hàm nghĩa gì đó đặc biệt? Tinh thần quyền, tưởng mà hóa chữ quyền, vậy mà lại đụng phải chữ hóa cùng mà ác chữ. Không tụng hài à? Tướng mà hóa chữ bố. Kỹ năng của tướng mà hóa chữ quyền này không có tác dụng với tướng mà hóa chữ bố sao? Mà dựa theo quy tắc đón quyền để đối phó với hòa mà tướng chữ khác khác nhau, quả nhiên không đơn giản hơn nhiều. Giết chết tướng mà hóa chữ quyền, có được trứng cộng sinh tướng hóa ma biến gì? Quỳ vận mày cũng không tệ. Tướng mã hòa biến dị cấp truyền kỳ, mến cách truyền kỳ, thiên sát cụ tình sức mạnh 19, tốc độ 18, tự phách và nguyên khí 18, kỹ năng thiên phú, tinh thần quyền, ma kỳ triệu hoán. Thực tính của trứng mã hóa chữ quyền này và tướng mã hóa chữ bố cơ bản thì cũng giống nhau, khác biệt duy nhất là hấp thụ quyền đối với thành tinh thần quyền. Đúng rồi, nếu như sinh vật thương nguyên đồng loại, thuộc tính cũng tương tự, cơ phải sẽ biến thành trấn cộng sinh chất dinh dưỡng dung hợp của tướng hóa mà không. Độ phù hợp tới 90%. Cái độ phù hợp này phải rồi. Hấp thụ dung hợp thành công, tướng hóa cấp ma dị, cấp truyền kỳ, mệnh cách truyền kỳ, thiên sát cô tình, sức mạnh tốc độ 19, thợ phách 19, nguyên khí 19, kỹ năng thiên phú, hấp tinh quyền, ma kỵ triệu hoán, mà diêm thượng tinh quyền thần quyền. Vậy mà đồng thời sở hữu kỹ năng đặc biệt của tướng mà hóa chữ quyền và chữ bố nè. Wow, đúng là lợi hại mà. Dựa theo logic này, nếu như có cơ hội tương hóa mà, thì có thể dung hợp ba kỹ năng. Có điều bây giờ, hấp thụ trưởng và tinh thần quyền của tướng hóa mà, vậy mà lại không theo kịp mũi tên này. Chớm tình, đào khí. Quả nhiên, chứ dù tướng hóa mà chữ cũng khác bây giờ, cũng không thể nào giúp mình giành được mũi tên này. Ba loại kỹ năng lại có điều không thể phá được mũi tên của Hổ Lạc Hoàng. Lẽ nào suy đoán dùng kỹ năng độc quyền và ấy của Tiểu Phật Tử là sai lầm sao? Không cách rồi. Chấm tinh đạo khí tiêu hao hết nguyên khí cũng không cản được mũi tên đó. Đại lục thần quyền khôi tầng trưởng chắc lại càng không được. Còn đã khôi tầng trưởng, khôi tầng trưởng không phải là kỹ năng lộ hình chuyển hóa có được ở trong kết tinh thứ nguyện, mà là lĩnh ngộ thần hòa cô cốt trưởng kết hợp với thổ quyền. Không sai, có một số kỹ năng không phải trực tiếp là có được, mà là kỹ năng thượng vị thông qua chuyển hóa từ việc lĩnh ngộ của kỹ năng hạ vị. Tuy tam ma tướng khắc chế lẫn nhau, nhưng mà độ phù hợp lại tương đối cao. Vậy giữa kỹ năng và chúng của chúng có phải là cùng tồn tại một liên hệ nào đó? Nếu có được ba loại kỹ năng kèm nghiên cứu lĩnh ngộ, có phải là cũng có khả năng tồn tại kỹ năng thượng vị viên đao bổ? Thế rồi, đây là khả năng duy nhất đáng tới hiện nay. Dùng một tuần trước khi đề chung đã thu thập kết tinh kỹ năng của tất cả các loại hình thuộc ba ma tướng đi. Tướng hóa mà chưa khác xuất hiện theo tỷ lệ thì chỉ có thể dựa vào việc dùng máu không ngừng quay phó bản xem có thiết lập tình huống không có ma tướng chưa khác.
Càn đế, phụ thể. Tôn bố thời gian dành cho game hết. Tại lúc nghỉ thi, lão chủ hòa hôm nay thi cậu đâu rồi? Hả? Thi sao? Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ tới chỗ thi. Tuyệt vời mà, trong một tuần thì kích tính kỹ năng đã rời ra hấp tình chủ. Vương Lộc rời ra kích tình kỹ năng rõ ràng rất là dễ dàng. Có điều, ba loại tướng hóa ma chữ khác dung hợp xong rồi. Tướng hóa ma biến dị cấp truyền kỳ, mệnh cách truyền kỳ, thiết sát cố định, sức mạnh, tốc độ thợ phách nguyên khí 19, kỹ năng thiên phú, hấp tinh quyền, nhị ma triệu hoán, trảm tình đào khí, ma diệm thường và tinh thần quyền. Lúc sân thi, xin lỗi, tôi ngủ quên. Lão Châu à, cậu thật là không có chút cảm giác căng thẳng nào sao? Cậu ta chính là Dù Văn sao? Phải, hội trưởng. Hội trưởng hồ học sinh vĩ quà. Tướng hoa mà chữ khác sở hữu kỹ năng trạm sát quyết liên với hồ là hoàng thất bại đều có sự tham gia của cậu ta. Hiện tại nghe nói là vẫn là cấp phàm thai, ngồi tiếp xúc khá nhiều với thiếu vàng trời của nhà họ Lý thì không tra ra được bối cảnh hạ lời hại gì, chỉ là phàm thai cấp thôi sao? Đáng tiếc thì đợi chồng xem từng lời để nói chuyện. Kỳ thực có phàm thai cấp có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ nằm ở trình độ top 100. Đưa cậu ta vào danh sách dự bị của học sinh đi. Thiên tài an tịnh của ấy sao? Châu Văn, đây là vương lộc của nhà họ Vương. Phòng thu nhận cũng quen Châu Văn, huấn luyện viên. Ôi trời, lão chú vậy mà quấy nhiều người như vậy sao? Còn có cả... Ui sao cái tên hoàng cực đó cũng có dáng vẻ rất là thân với cậu ta gì? Ui tiền mới hoàng cực mà hội trưởng không đối phó được. Nè con không phải nói cậu ta không có bối cảnh gì sao? Sao vậy? Sao tại sao lại quen nhiều kẻ tới như thế này? Nhưng mà tư liệu sinh viên trong hồ sơ của Chu Văn quá tư lý như vậy mà. Chu Văn vậy mà lại có mối quan hệ thế này. Nếu như có thể tới cậu ta và hội học sinh, nó không chừng có thể kép cách đám Vương Tịnh, Vương Lộc và An Tịnh. Thì ghi tưởng có điều tra kỹ vào bối cảnh của Chu Văn. Đúng rồi, tôi nhớ hội trường lúc thì giờ cô phụ trách dẫn người bố trí nhỉ. Chuyện tiếp theo làm theo những gì tôi phật phỏ. Dẫn hội trưởng Sơn thì người tiếp theo. Người tiếp theo thí sinh số nộ 74 Chu Văn đang kiểm tra. Cấp bậc hiệu chiến, cấp cao nhất, thành tích đánh giá 100/100. Trọng lượng của cái đỉnh này thật là nhẹ đi. Thành tích cuối cùng cũng công bố rồi. Danh sách top 10 trong học kỳ thi của học viện đang công bố. Hoàng Cực, Thu Phong Nhạn, Hồ Hải Phòng, Vi Quà, An Tịnh, Vương Lộc và Trương Tự Nhã đều 100. Quả nhiên mấy người đứng đầu đều là quái vật điểm tối đa. Xem ra chúng ta chỉ có thể chuẩn bị. Chu Văn 100. Chu Văn à, cậu sao cũng lọt qua top 10 luôn rồi? Là Chu Văn trong video diễn trên diễn đàn trên đó sao? Chuyện gì vậy? Cậu ta không phải là phàm thai cấp sao? Có mối danh là huấn luyện viên. Thật là tuyệt vời. Chu Văn, chuyện này sao có thể? Phàm dài lọt vào top 10 trong kỳ thi, lẽ nào Chu Văn thực sự là một thiên tài tuyệt thế? Ôi không có học mà. Cái khác thì không nói, chiến thần mệnh cách lực lượng của tôi chắc chắn là cao hơn cậu. Nhưng mà điểm nhất đỉnh đá của cậu lại cao hơn tôi. Tôi cũng không rõ nữa. Không chỉ là nhật đỉnh mà độ khó của cái hàng mục khác hình như cũng hạ thấp một cách kỳ lạ. Thành tích của mình quả thực là có vấn đề. Đàn em này chính là Chu Văn nhỉ? Anh là hân hạnh, tôi là Vi Quà, hội trưởng của học sinh của học viện Tịch Dương. Tôi có một vài chuyện muốn riêng nói riêng với cậu.
Có thể lùi đi một chút cho nói chuyện được không? Là chủ quạt có quen với hội trưởng học sinh hồi nào thế? Căn bản là chưa từng gặp. Đầu tiên, chúc mừng cậu đã lọt vào top 10, cũng có được cơ hội tiến vào tử vi cung. Dù sao thì tình huống bình thường cấp phàm thai có thể lọt vào top 10 là chuyện không thể. Anh hạ độ thấp bài kiểm tra, tôi không quen anh, tại sao anh lại giúp tôi làm những chuyện này? Bởi vì tôi cảm thấy cậu là một người tài có thể rèn giũa. Tử vi cung đối với cậu, đối với người vừa vào học viện như cậu là có một cơ hội không nhỏ. Nếu như mất đi cơ hội của tôi cảm thấy thật là đáng tiếc. Học trưởng à, có gì cứ nói thẳng. Bây giờ học sinh có một vị trí trống của phó hội trưởng. Tôi rất tán thưởng cậu, hy vọng có thể tiến cử cậu đảm nhiệm chức phó hội trưởng của hội học sinh. À không cần đâu, tôi không có ý tham gia vào hội học sinh. Hội học sinh nắm giữ quyền liên kết giữa nhà trường và học sinh. Bao nhiêu học sinh ao ước chức phó hội trưởng này. Chú Văn vậy mà hoàn toàn không có hứng thú. Đàn anh à, bạn tôi đang đợi, nếu như không có chuyện gì, tôi có thể đi được chưa? Tôi hiểu rồi. Cửa lớn của hội học sinh mở rộng với cậu bất cứ lúc nào. Nếu như cậu thay đổi chủ ý thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Hội trưởng à, anh cho cậu ta một ân tình lớn như vậy mà cậu ta lại từ chối. Bỏ đi. Nhưng mà dục tốc bất đạt. Người này không đơn giản, bán cho cậu ta một ân tình không có chỗ xấu. À đúng rồi, đây là văn kiện mà trường học dặn đưa cho hội trưởng xem. À đây đây. Học viện Thánh Ước, học sinh giao lưu. Cút ra, tôi phải giết cái đám đó. Thì thừa bây giờ có phải cố gắng dưỡng thường. Cút. Xoắn. Chị à, một học sinh phạm thai vậy mà làm chị nhếch nhác như vậy ư? Là cậu. Sao cậu lại ở Lạc Dương? Tôi nộp đơn học sinh giao lưu ở học viện Tịch Dương, đặc biệt tới thử cái kẻ có thể khiến cho nhị nhà họ An vì cậu ta mà không tiếc đất tổ với gia tộc cà phê chúng tôi. Chu Quang đúng chưa? John Cà Phê. Tôi tới giúp người chị giáo dụng của mình báo thù. Tư gì cùng ứng thiên môn. Những cái này là lệnh tiền phía học trường, trường học phát hiện ở trong tử vi cung. Chỉ khi dùng nó thì mới có thể mở ra bảo vật của tử vi cung. Nhưng mà bảo vật của tử vi cung lẫn lộn tiên phạm, có thể là bí kỷ hoặc là trứng cộng sinh, cũng có thể chỉ là châu báu đô cổ bình thường. Tới giờ rồi. Trong một quả cầu ánh sáng dùng lên tiền pha nó, thứ bên trong chính là bảo vật mọi người có được. Thật là nhiều quả cầu ánh sáng, chọn kiểu gì đây? Đương nhiên sẽ xem vận may, chỉ nhìn từ bên ngoài thì không thể nào phân biệt được cái nào quý giá hơn. Wow, là rương bảo vật đàn anh không mở ra xem sao? À, tiền tài không thể lộ ra ngoài. Tử vi cung trong hiện thực chỉ có một cơ hội lựa chọn. Nếu như ở tỷ giờ cùng cũng có thể tìm được ấn ký phó bản thì các loại bảo vật đó chẳng phải đều có được hết sao? Mà nó tìm một vòng rồi hoàn toàn không có đồ án của tiền thủ. Lý nào đồ án của tiền thủ giấu bên trong cánh cửa sao? Đừng có đi về vị trường nữa. Trong cánh cửa từng thôn về vô số cường giả đi vào. Không muốn chết thì đừng có lại gần. Cách rồi. Chồng bà bối trước vậy. À, cần tôi giúp cậu chọn không? Tiểu Lộc. Có thể thì có thể. Nhưng mà cô đã chọn xong rồi sao? Ừ, đã chọn xong rồi. Quỳ thật to. Dù sao tôi cũng là chọn bừa. Làm cô vậy? À giờ cho tôi đi. Không thì nhìn đã tùy tiện ném lên rồi sao? À, cái này đi, chê cầu mây à. Qua nhìn không biết trên trong là thứ gì, nhưng tôi rút chắc chắn là đồ tủ. Điện thần.
Đây là cái gì? Đèn thần Aladdin à? Đèn dầu cổ, có phải là lâu lâu một chút thì có thể gọi ra tinh linh của thần đèn không ta? Để thử coi. Hả? Nói giỡn mà thành thiệt rồi. Cơ thể bị một cố lực lượng mạnh mẽ không chế. Là cái đèn đó dở trò à? Ôi gây gây rồi. Vậy đây, thì ra cái đèn này đã không chứ mà nhảy múa hư. Thì ra là vậy. Bước nhảy đang cố ý dẫn dắt nguyên khí toàn thân hình thành hướng chạy mới, cũng tức là cái này vậy mà là một môn nguyên khí quyết à. Hấp thụ thân nghịch trạm thần, tiên nghịch thì trạm tiền. Ta không chờ thần ngữ, chờ khác chờ tiên đồng. Những cái mình nhìn thấy được rốt cuộc là cái gì? Ngay trở lại khi tiền chết. Các người lại tự ý ra ngoài à? Đã rất lâu không ngủ được một giấc ngon như vậy rồi. Trước kia mỗi lần ngủ trong mơ đều có vô số âm thanh kỳ quái, bây giờ cuối cùng đã bị mất. Cái gì? Ta chỉ tống tay có một cái trực tiếp đụng vào tận trên rượu, sức lực của mình lại lớn như vậy sao? Nhưng mà cậu là biến thái. Ôi trời ơi, làm kiểu gì đây? Chiều dạng các bậc sinh mệnh truyền kỳ mệnh cách sử thái vạn cầu vua, lực lượng tốc độ thế hồn, nguyên khí 12, nguyên khí quyết mơ tiên kinh. Quả nhiên đã đột phá tới truyền kỳ rồi. Vận mệnh của Vương Lộc cũng quá tốt rồi đấy. Có điều mệnh cách này là sự tàn vạn của vua, có bộ truyền kỳ mệnh cách sự thăng vạn của vua. Sự thăng vạn của vua là sự trầm luận vô tận. Đây lại là chú giải ai viết vậy? Kỳ lạ. Tuy nhiên hiện tôi không giống với điện thoại có thể xem thẳng thuộc tính hiển thị, nhưng mà năng lực mệnh cách của mọi người ít nhiều có thể cảm ứng được. Sự thăng vạn của vua này, mình chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự chi dẫn của mệnh cách. Thì bây giờ không biết tác dụng của sự tàn vạn của vua, nhưng mà có điều thuộc tính bây giờ có thể tiếp tục tăng lên. Sinh vật truyền kỳ ấp nở cũng không cần thiêu đốt sinh mệnh nữa. Đúng rồi, những nguyên khí quyết đó khác trong cơ thể sẽ lại triệu vận cấp bậc truyền kỳ mệnh cách bá độ bát nhã, lực lượng 12, tốc độ thế hồn nguyên khí 12, nguyên khí tiểu bát nhã ba mật đa kinh. Bá độ bát nhã có sự giá trị mạnh đối với thế hồn, tăng cường độ của cơ thể biên độ lớn, tăng cường khả năng khôi phục ở biên độ lớn. Triệu vận cấp bậc sinh mệnh truyền kỳ mệnh cách đạo thể, lực lượng tốc độ tới hồn 12, nguyên khí quyết đạo kinh. Đạo thể càng không lâu chuyển, khí thể không dứt, khả năng khôi phục nguyên khí nhanh chóng. Nguyên khí quyết cổ hoàng kinh. Cổ hoàng là gia tăng toàn bộ thuộc tính hơn nữa, phương diện lực lượng sinh mệnh sinh ra sự thay đổi quỷ dị. Nguyên khí quyết ma thần ký. Ma thần ký là gia tăng tất cả thuộc tính của mức độ nhỏ, có được năng lực đặc biệt. Đạp không, đi trên mọi địa hình như mặt phẳng. Chương trình thứ nhất của hỗn độn là do nó nằm ở trong sự thăng cấp của bốn loại thuộc tính tấn cấp truyền kỳ sau. Hình như không có gì thay đổi. Không giống như sự tàn vãn của vua không thể cảm nhận.
mà trừ chương thứ nhất của hỗn độn nguyên khí huyết và mà tiền cùng khắc phục chế vậy mà lại đều hình thành tên và mệnh cách độc lập à? Tây lúc thăm dò nên đó tiếp rồi. Phó bản sâu ở trong đồng huyệt của kiến. Tiếp tục yếm hộ ta. Tướng hóa ma. Tinh thần quyền. Trứng cộng sinh. Cơm của bà tiều tiên có rồi. Chắc chắn là tiều hợp trứng cộng sinh chiến bày cánh đẹp để nuôi dưỡng bà tiều tiên chưa? Tập tính 96.